rất là rộng luôn. Tổng diện tích của phòng tổng thống là khoảng 100 mét vuông đúng không chị? Dạ đúng rồi chị. Quá rộng. Hai chị em mình tối nay một cái giường rất là lớn luôn. Tối nay không có lấn chị nha. Ngủ đừng có đạp Lớn chị chị xuống đâu. sàn nha. Mà công sấy ra thấy chị ở ngoài sofa hả? Cô đơn trên sofa. Cô có ai nói cô giống nghệ sĩ Hồng Nga chưa cô? Có nhiều lắm đúng không? Ơi. Trời ơi, tại vì hồi nãy bước vô á là mình nhớ là nhớ mặt nghệ sĩ Hồng Nga nhưng mà mình không có nhớ tên, xong hồi nãy vừa mới đi ra thì mình mới sực nhớ ra Hồng Nga Nhớ tới Hồng rất Nga. là giống luôn. Ngon quá, quá hợp lý luôn đúng không Quỳnh? Về Cà Mau ở khách sạn Phú Cường để ăn bún nước lèo Quỳnh Long. Mình là Ánh, các bạn đang xem kênh của Ánh Cua. Các bạn có biết là Ánh Cua đang ở đâu không? Ánh Cua đang ở tại trung tâm Cà Mau nha. Phía sau Ánh Cua là cầu quay cũ trên đường Đèn Vàng, một cái con đường trung tâm của thành phố Cà Mau. Và ngày hôm nay thì Ánh Cua về Cà Mau cũng có một việc rất là quan trọng mà thời gian qua là Ánh Cua dành nhiều thời gian tâm huyết, lao tâm khổ tứ. Nói chung là mình cũng mệt nhọc nhiều đi tới đi lui á, cho nên là mình không có thời gian để làm video gửi đến cho các bạn. Thì ngày hôm nay Ánh Cua sẽ bật mí Ánh Cua về Cà Mau để thông báo đến mọi người đứa con tinh thần trong thời gian qua của Ánh Cua. Đứa con tinh thần nha các bạn. Với lại là bây giờ thì Ánh Cua cũng giới thiệu đến các bạn một cái địa điểm lưu trú, một cái khách sạn mà Ánh Cua đang ở. Đó là khách sạn Phú Cường, rất là nổi tiếng tại thành phố Cà Mau luôn các bạn. Phú Cường là của tập đoàn Phú Cường. Các bạn cũng biết là cái thời gian hồi năm ngoái á, siêu đám cưới ở tại Cà Mau, đám cưới trăm tỷ của vị đại gia ở Cà Mau, đó là chủ của tập đoàn Phú Cường, là cũng là khách sạn Phú Cường luôn á các bạn. Thì tập đoàn này rất là nổi tiếng, cả ngoài ngoài và trên cộng đồng mạng cũng bàn tán rất nhiều và cũng rất là tò mò về vị đại gia này. Thì các bạn có thể là tìm trên mạng là đám cưới, siêu đám cưới trăm tỷ là của con gái út của tập đoàn Phú Cường nha các bạn. Ngoài ra thì có rất là nhiều lĩnh vực kinh doanh như là kinh doanh điện năng lượng tái tạo, rồi tập về vận tải nè, rồi du lịch, và đặc biệt là về bất động sản, cái khu mà lấn biển ở Kiên Giang á các bạn. Nếu mà các bạn có đi Rạch Giá Kiên Giang thì khu đô thị lấn biển rất là lớn và rất là hoành tráng luôn, là của tập đoàn Phú Cường. Thì các bạn nếu mà đi du lịch hoặc là đi công tác về Cà Mau có thể là ghé khách sạn này để nghỉ nha. Còn bây giờ thì anh cô sẽ giới thiệu các bạn. Và một chi tiết rất là mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay, đặc biệt trong clip này, đó là khách sạn Phú Cường có phòng tổng thống. Đó, ở Cà Mau nhiều người còn chưa biết là có khách sạn, một cái khách sạn chỉ có 4 sao thôi nhưng mà có phòng tổng thống nha. Thì bây giờ Ánh Cua sẽ dẫn các bạn cùng tham quan phòng tổng thống ở khách sạn này. Khách sạn này ở trên đường Phan Ngọc Hiển, phường 5. Mình đã làm thủ tục nhận phòng rồi, bây giờ mời các bạn cùng lên tham quan phòng của mình nha. Các bạn ơi, trước khi tham quan phòng tổng thống thì Ánh Cua sẽ giới thiệu đến các bạn hồ bơi vô cực, cũng cùng tầng luôn. Đây là tầng 10. Đây, hồ bơi vô cực, mình nhìn toàn cảnh thành phố Cà Mau. Không, ở đây là không có toàn cảnh nha, ở đây là cỡ phân nửa thôi, còn view ở phía bên này nữa. Đây, thành phố Cà Mau. Ở khách sạn Phú Cường cũng rất là nhiều lần rồi nhưng mà lần đầu tiên Ánh Cua lên trên hồ bơi vô cực luôn á các bạn.
rất là mát. Tầng 10 duy nhất, tầng 10 là chỉ có một phòng tổng thống thôi. Đây là phòng khách. Wow, rất là rộng luôn. Tổng diện tích của phòng tổng thống là khoảng 100 m² đúng không chị? Đúng rồi. Quá rộng, rất là sang trọng luôn. Phòng này là để tiếp khách nè. Còn để khám phá ra đây là phòng gì đây? À, phòng ngủ. TV. Đây, giường kinh nha. Trời ơi, quá rộng luôn. Ở đây á, trong phòng ngủ của đây á, là nhìn ra view thành phố. À, cái gì à, đó có ban công ở phía ngoài luôn. Nhìn xuống là đường Phan Ngọc Hiển. À, coi thử nhìn thấy qua chợ phường 2 không? Wow. Bàn pizza. Pizza phân. Oh, quá rộng luôn ha. Đố Quỳnh là chị đánh trúng không? Tay hơi ẩm. Không hả? Cái tay hơi ẩm nha, nó hơi bị không được đi, nó không được trơn tru như lắm. Cùng hướng với cái phòng giải trí hồi nãy luôn á. Còn đây là toilet. Không nói cũng biết tại vì thấy nó dẫn qua phòng pizza hồi nãy anh cua qua. Đây trang trí nhìn thấy rất là cổ điển ha. Đây cũng là toilet luôn hả chị? Dạ kho. À cái kho. Còn đây. Cửa ra. À cửa ra. À ở đây là có nhiều cửa. Nói chung là để ở phòng này các bạn là mình nghĩ là cũng sẽ không có sử dụng hết tất cả các tiện ích cho một cái phòng tổng thống mà rộng như thế này mà có nhiều không gian như thế này nữa. Giá phòng ở đây là 22.600.000 một đêm nha các bạn. Đây chỉ là phòng khách thôi, rất là rộng luôn. Phòng khách này nhìn án chừng thì chắc cũng phải 20 trên 20 m². Khoảng 40 á chị. 40 m². Thì em nói trên 20 đó. Nhưng mà ở hai đêm thì chắc chắn là mình sẽ trừ khi nào mà mình không đi ra ngoài á, thì mình mới sử dụng hết tất cả các tiện ích và các không gian ở trong phòng tổng thống thôi các bạn. Còn như Ánh Cua về đây lần này là có công việc riêng của mình và cũng muốn thông báo đến các bạn công việc của mình ngày mai là mình sẽ bắt đầu từ Cà Mau đi về Nam Căn để quay chi tiết xưởng xí nghiệp Ánh Cua như các bạn ở tại cửa hàng Ánh Cua cũng có chọc ghẹo. Thì
một cái xưởng làm bánh phồng tôm chuẩn vị Năm Căn Cà Mau nha. Thì ngày mai mình sẽ khởi hành, còn bây giờ thì tối nay mình sẽ dẫn các bạn ăn một cái món đặc trưng rất là ngon ở tại Cà Mau mà những nơi khác không thể nào có được, đó là bún nước lèo Cà Mau. Thường trong mỗi khách sạn cao cấp cỡ 5 sao trở lên sẽ có phòng tổng thống. Điểm chung của những căn phòng này là có diện tích rất là rộng, khoảng trên 200m², có nhiều phòng công năng khác nhau, đầy đủ tiện nghi nè, không gian phòng làm việc, phòng họp, rồi phòng tiếp khách, phòng giải trí. Giá một đêm phải trả là hàng ngàn đô, độ khoảng từ 200 tới 300 triệu tùy theo mức độ sang trọng của khách sạn. Với số tiền như vậy thì chúng ta sẽ được phục vụ 24/24, bữa sáng bưng tận giường, cơm bưng nước rót. Với quy mô khách sạn Phú Cường chuẩn 4 sao ở thành phố Cà Mau, nơi tận cùng của Tổ quốc mà đã có hạng phòng tổng thống như này thì với giá 1.000 đô không có gì phải thắc mắc cả các bạn ha. Thật ra thì phòng tổng thống lớn quá mình ở không hết, cho nên là thôi mình xuống tầng 9 đi, xuống một tầng ha. Đây, phòng của mình 909, số rất là đẹp. Kể cả cái hàng lang ở phía ngoài cũng đẹp nữa. Thẻ đâu? Ê! Lạ sao vậy? Quê quá à. Vô đây làm màu phòng tổng thống vậy thôi chứ anh cua đâu có thuê phòng tổng thống đâu các bạn. Anh cua ở phòng này, đây phòng này là anh cua thuê một ngày, là một đêm là 2.3 triệu, có ban công nhìn ra thành phố. Tổng thống là 100m² thì phòng này là 60m², thì có cái phòng tiếp khách nè, có bàn làm việc nè, cái này là trái cây mời khách nè ha. Còn đây là phòng ngủ của mình. Tối nay là đi chơi lần nào hay là đi du lịch hay là đi công việc gì đó mình cũng ngủ với Quỳnh Quỳnh. Đây hai chị em mình tối nay một cái giường rất là lớn luôn. Tối nay không có lấn chị nha, ngủ đừng có đạp chị xuống sàn nha. Má công sấy ra thấy chị ở ngoài sofa hả? Cô đơn trên sofa. Ở bên phòng ngủ thì mình cũng có cửa mở ra là ban công luôn đó, cũng nhìn ra thành phố luôn, cũng cùng hướng với phòng khách đó các bạn. Ôi, Cà Mau của tôi, Cà Mau thân yêu. Đây là toilet rất là lớn, này là cũng là phòng thay đồ. Đồ của Quỳnh. Rồi, đó. Nói chung là cũng rất là rộng rãi luôn. Tổng diện tích 60m² mà chỉ có 2.3 triệu thôi các bạn, với khách sạn chuẩn 4 sao nha. Nếu mà thường là có hồ bơi, có nhiều tiện ích là mình cảm thấy là xứng đáng với khách sạn gần như 5 sao luôn á. Ở đây là nếu mà anh cua chấm là chắc 4.5 sao. Tại có phòng tổng thống là mình rất là thích đó, nhưng mà mình không có ở. Rồi, mưa luôn rồi các bạn ơi, mấy ngày nay rất là nóng luôn. Anh cua trên đường từ Sài Gòn về Cà Mau là đi trên đường cao tốc là gặp một đám mưa rất là lớn. Thì về đây là mình thấy trời ui ui, bữa nay nói chung là ánh sáng thì không có được đẹp, nhưng mà trời mưa xuống thì cảm thấy rất là mát. Tại vì mấy nay thời tiết rất là nóng, cảm thấy rất là bực bội trong người. Bây giờ thấy dễ chịu hơn rồi đó. Các bạn, buổi tối bây giờ là khoảng 6:30. Thì ở Cà Mau thì nếu mà không tới giới thiệu một cái quán bún nước lèo Quỳnh Long thì thiệt là rất là sai sót. Mà anh cua lại là người Cà Mau nữa, nếu mà không giới thiệu đến các bạn thì các bạn sẽ rất là buồn. Nếu mà các bạn biết ra một cái địa chỉ bún nước lèo ở tại Cà Mau rất là ngon và rất là nổi tiếng, và người dân Cà Mau đến đây ăn rất là đông, kể cả khách du lịch nữa. Chào cô. Wow, trời ơi, nguyên một cái thau tôm kìa. Hình như là bên mình sử dụng là tôm đất nhiều đúng không cô? Dạ.
nhìn ngon và rất là hấp dẫn luôn. Tôm đất là tôm thiên nhiên nha các bạn. Tôm này là tôm đất loại bự nhất rồi nè. Tại vì nếu mà cái size này á, là mình làm tôm khô là thành ra tôm khô loại 1 đó các bạn. Đã lột sẵn hết rồi nha, bây giờ là chỉ ra tô thôi. Rồi. Mà cái mấy tô nữa? Anh cô thấy là số lượng tô bún nước lèo ở đây là bán rất là nhiều. Mình bán bắt đầu từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? 2 giờ cô bán. À 2 giờ cô bán, cô là chủ luôn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Như quán bún nước lèo này là hồi lúc mà con đi học cấp 3 là con đã cô bán lâu dữ rồi, cô bán gần 30 năm rồi. 30 năm rồi. 30 năm rồi. Hồi đó con nhớ là năm 2009 đó là là đi học cấp 3 là đã tới quán cô ăn rồi, nhưng mà cũng rất là lâu là anh cô mới ghé lại đây. Đây các bạn thấy cái nồi nước lèo nè. Đẹp không? Cái màu mắm. Cô em này là mình dùng mắm gì á cô? Mắm sặc á con. À mắm sặc. Dạ đúng rồi, bún nước lèo nấu mắm sặc là rất là thơm và ngon. Ở đây còn có những cái món ăn kèm như thịt heo quay nè. Rồi cá đồ đó mà hết cá rồi con. Ô bữa nay hết dễ cá quá rồi. Rồi. Không sao. Hết ăn cá những món còn lại. Cái này là hai tô này không hẹ. Ủa hình như là chả lụa là hình như là món bún bì. Chả lụa là bún bì. Tại vì ở đây là bún bì cũng rất là ngon luôn các bạn. Và ngoài bún nước lèo, bún bì thì còn có gỏi cuốn nữa. À bây giờ mình là có một cái nồi riêng trụng bún. Trụng bún cũng là nước lèo luôn mà. Không, nước tại nó văng lên á. À đó là nước trắng thôi, nó trắng là mình trụng. Một tô như vậy là 5 con tôm. À cái này bên ta không ăn heo quay. Dạ. À là bún với bì là cho đủ tô đặc biệt đúng không cô? Dạ. Tép không? Ừ, tép không. Trời ơi, cái thao bì của cô kìa. Bì ở đây thì sẽ khác một chút xíu so với quán của Ánh Cua nha. Cái này phải lại quay cái giác cô mới dọn á, đồ nó nhiều lắm, giác này mới hết rồi. Tại vì hồi trưa nay là con xuống hơi trễ. Phải giác trưa mai có cá, đồ mới dọn ra đó, đủ hết. Bắp chuối nè, rau thơm. Rồi giá. Rồi những cái gì hẹ nè, dưa leo thì để ăn bún bì rồi đó. Lý Hải cũng mới là ăn hôm qua hôm kia nè, quay quá trời luôn. Và bị gì nó lại nó ăn cái giác mình mới dọn. Giác cỡ 3 giờ đó. Đoàn phim Lý Hải Lật Mặt 6 á các bạn là vừa mới tới quán của cô để thưởng thức bún nước lèo luôn. Nhưng mà anh cua chạy về không kịp. Đây tô này là bắt sẵn xong rồi, là cô chỉ bỏ tôm rồi bì rồi heo quay vô. Một tô như vậy là bao nhiêu tiền ha cô? 50 á con. 50.000 một tô. Là bấy lâu nay là mình bán 50 luôn hả cô? 50 mấy năm nay rồi. Dạ mấy năm nay. 2 năm nay 50 không. Nhưng mà mình bán tới mấy giờ thì mình đóng cửa? Có khi 8 giờ, trễ lắm là 9 giờ. Trễ là 9 giờ. Trễ 9 giờ. Nếu mà hết sớm thì nghỉ sớm. Nghỉ sớm cỡ 8 giờ. Mà thường là cuối tuần sẽ đông lắm đúng không? Đúng rồi. Thứ bảy chủ nhật có đông lắm. Tô này không bì phải không sợ? Các bạn thấy là cô chủ quán bún nước lèo Quỳnh Long là giống nghệ sĩ Hồng Nga không các bạn? Tô này ít nghệ bún. Sĩ cải lương chuyên trị những vai phản diện. Cô có ai nói cô giống nghệ sĩ Hồng Nga chưa cô? Có nhiều lắm đúng không? Trời ơi, tại vì hồi nãy bước vô là mình nhớ là nhớ mặt nghệ sĩ Hồng Nga nhưng mà mình không có nhớ tên, xong hồi nãy vừa mới đi ra thì mình mới sực nhớ nhớ tới Hồng rất Nga. Là giống luôn. Hỏi cô là cô có bà con gì với nghệ sĩ Hồng Nga không cô? Ông cô không có bà con mà giống nha. Dạ đúng rồi. Có cái nét giống. Hồi nãy con cứ ngờ ngợ nói chắc là cô có bà con nhiều quá à. Ờ tô này bún nhiều. Heo quay này là mình dùng thịt ba rọi rút sườn. Đúng rồi, ba rọi. Ủa là ăn được chưa? Là ăn được chưa à? Hả? Là ăn được chưa à? Rồi.
cúng Facebook rồi. Ăn đi. Đây giới thiệu với các bạn nha, tô bún nước lèo của anh Cua vừa mới ra. Trời ơi, mình không có ngại là tại vì mình cũng bán món này mà mình dám đi review nhiều quán cũng về bún nước lèo, nhưng mà khẩu vị là các bạn lựa chọn nha, ở đâu phù hợp thì mình tới để thưởng thức thôi. Đây, do là bữa nay hết cá, còn tôm nè, thịt heo quay, đó, hấp dẫn chưa? Rồi, tôm thì là có 4 con tôm, nãy tô kia 5 con, vậy là bắt hết con rồi. Coi lặng coi, như tô này 4 con, nhưng mà con bự nha. Bắp chuối, rau thơm, giá thì đã nằm ở dưới tô rồi, đó. À, ngoài ra thì còn có bún bì, Quỳnh ăn bún bì á các bạn. Dĩa bún bì thì cũng là những nguyên liệu trong tô bún nước lèo đều có. Nhưng mà ăn kèm với nước mắm chua ngọt, tỏi ớt. Mình có thể là tự pha, bỏ ớt vô sao. Quỳnh quay ạt quá ha. Gỏi cuối, còn hai gỏi cuối cùng. Một lát nữa mình ăn sao. Bây giờ mình ăn bún nước lèo cho nóng nha. Mà đặc biệt ăn bún nước lèo là chỉ dùng nặng tắt thôi. Chưa thấy quán bún nước lèo nào mà để chanh hết trơn các bạn. Tại vì chanh nó sẽ chua lè, chua lét rồi nó không có thơm như cái trái tắc đâu. Như mình ăn phở á, thì mình ăn với chanh nó sẽ phù hợp. Còn như ăn bún nước lèo là chỉ dùng tắc thôi. Mà thường á là mình ăn bún nước lèo là mình phải nặng 2-3 trái tắc. Đây là do thói quen rồi. Nặng bên đây nha, nãy bên này chưa nặng nhưng mà để thử cái miếng nước lèo chưa có nặng tắt nè. Bỏ vậy. Cái nước lèo mà nấu với mắm sặc á là không thể nào mà chê được luôn. Mời cả nhà nha, thêm miếng ớt nữa. Đây, ớt bằm ở đây nhìn cũng rất là sạch sẽ luôn nè. Ở quán này là ngồi ở vỉa hè cũng có, mà ngồi ở bên trong nhà cũng có luôn nha các bạn nha. Ôi nhiều quá, ít thôi. Đây, mời cả nhà cùng ăn tối nha. Xin mời. Quá hấp dẫn luôn. Với lại là chiều nay trời mưa nữa, là bữa nay là mình dẫn các bạn đi ăn bún nước lèo là quá là hợp lý luôn á. Rất là hợp lý, hợp tình. Mưa lạnh mà còn ăn bún nước lèo nóng nữa. Trời lạnh lạnh rồi ngồi ở ngoài vỉa hè nữa. Rất là mát. Mời cả nhà. Cái bắp chuối này á chắc cũng bào tay á, nó giòn. Con tôm đất nè. Mời cả nhà nha. Nó tươi, ngọt, thịt chắc. Mà ở đây á, lột con tôm á là chừa cái phần gạch ở trên nữa các bạn. Ăn nó béo. Mình thì mình sẽ không để cái đầu gập các bạn, mình lấy cái phần phía sau thôi. Nói chung là cách chế biến nguyên liệu thì giống nhau, nhưng mà cách chế biến thì và hình thức thì nó hao hao giống nhau thôi chứ không có giống hoàn toàn. Chị nghĩ là em một lát ăn thử một tô bún đi, kêu trụm ít bún thôi. Phải thử hả chị? Phải thử liền. Hả? Phải thử liền. Quay xong đi kêu thêm một tô. Trước đây là anh Cua có quay quán bún nước lèo Phượng ở đường Hùng Vương. Nói chung là bên Phượng thì bún nước lèo cũng rất là đặc biệt luôn các bạn. Nói chung là người dân Cà Mau là có rất là nhiều quán bún nước lèo để tới, mà tùy theo khẩu vị và khách trung thành của mỗi quán khác nhau nữa. Nhưng mà trước đây là ảnh Cua lúc còn đi học á thì mình ăn ở đây rồi, nhưng mà cũng ít à, chủ yếu là tới đây mình ăn cái bún bì.
Còn bún nước lèo thì mình qua bên Phượng. Bữa nay quay trở lại ăn bún nước lèo ở đây thì cảm thấy là rất là ngon. Tại vì bún nước lèo Cà Mau thì cái vị nó cũng giống giống nhau á. Theo quay nè, cái phần này là ba rọi rút sườn, có cái phần sụn non nữa nè, mà mình ăn á mình rất là thích cái phần sụn này. Thịt mềm. Ngon quá. Quá hợp lý luôn đúng không Quỳnh? Về Cà Mau, ở khách sạn Phú Cường để ăn bún nước lèo Quỳnh Long. Nếu mà không thích thì có thể là qua bún nước lèo Phượng. Rồi gần khách sạn lại có bánh tầm cà ri cây cô Lan. Rồi bánh tầm cà ri cây ông Đạo. Rồi đi sáng cái dậy sớm qua chợ phường 2 đi mua mấy cái loại bánh bánh bò, bánh bánh tiêu, rồi bánh da lợn, da gì đó. Nói chung là nhiều lắm. Ở bên chợ là bán đồ ăn vặt cực kỳ ngon, mà còn có cái quán bánh lọt tiều nữa. Để Ánh Cua sẽ liệt kê những cái quán và địa chỉ ở tại sẽ ghim cái comment dưới clip này nha. Các bạn có về Cà Mau thì hãy thưởng thức nha. Và nhớ nếu mà ở Hà Nội á, thì có thể là bay thẳng chuyến bay từ Hà Nội về Cà Mau ăn tô bún nước lèo nha. Không, nếu mà đặc sắc nữa thì có thể là ghé Sài Gòn ăn bún nước lèo của Anh Cua, xong rồi về Cà Mau ăn coi thử là so sánh coi thử hai vị coi có giống nhau không. Sao mà bún nước lèo Cà Mau mà ngon dữ gì không biết nữa. Không ai có thể giải thích được. Hay là do là mình người Cà Mau mình quen cái vị rồi. Nhưng mà các bạn thấy đó là quán của Anh Cua là thực khách là Bắc Trung Nam đều ăn được cái món bún nước lèo này. Có thể là có những vị khách lần đầu tiên không biết cái nguyên liệu bún nước lèo là nấu từ mắm, cho nên là có nhiều khi hiểu lầm, nhưng mà khi mà ăn rồi thì lại rất là ghiền luôn. Mới đầu có những khách mà không chưa từng ăn đó Quỳnh, nghĩ nước lèo là nước súp nấu giống như từ xương ống xương heo, mà giống như nấu bún mọc vậy đó. Đó, cho nên là lần xong rồi ăn thử thì mới biết là nước lèo nấu từ mắm cá sặc. Đó, cho nên là nhưng mà ăn xong rồi thì cảm thấy là muốn ăn nữa bị ghiền. Mình là ăn bún nước lèo làm không ngán, không bao giờ ngán. Cái món này vậy á. 357 246 không xen kẽ luôn. Trước đây là ngày nào chị cũng có thể ăn bún nước lèo, một tháng ăn bún nước lèo luôn á. Lúc trước mà sổ vuông tôm á, hay là tôm đất này nè, vừa mới đổ đục ra đó, là tôm nó còn sống là đem vô luộc là nấu bún nước lèo ăn luôn. Là nói chung là nấu nhà là bún nước lèo liên tục. Các bạn nhớ nha, về Cà Mau có nhiều địa chỉ ăn ngon, nhớ xem kênh của Ánh Cua nha. Các bạn có thể là lên YouTube search từ khóa Ánh Cua Cà Mau, thì những món Cà Mau mà Ánh Cua đã review thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều. Để em về em sợ. Quỳnh là mới gần một năm nay thôi mới biết những quán mà chị đi thôi đúng không? Trước đây là chưa có làm việc với chị, là cho nên là chưa biết những cái quán mà chị đã từng ăn và giới thiệu. Đúng rồi chị. À. Cô ở trong là làm liên tục luôn. Ừ. Không nghỉ luôn, không nghỉ tay luôn. Con tôm cuối cùng. Xong, bún nước lèo. Bây giờ Ánh Cua sẽ ăn gỏi cuốn. Gỏi cuốn ở này thì cuốn sẽ ngắn hơn so với gỏi cuốn của mình. Thì cũng có một cái lớp bọc vậy nè. Này là sử dụng tôm đất luôn nha. Nhưng mà tôm đất này size nó nhỏ hơn cái tôm trong tô bún nước lèo.
Nhưng mà trời ơi sao tự nhiên chị nhìn cái dĩa của em thèm quá Quỳnh. Chắc chị ăn luôn quá. Chắc chị ăn luôn quá à. Đây cái này là gì? Tương nước chấm tương hột. Ủa không ăn ớt hả? Ớt cay. Ớt có đại cay hơn ớt trên mình nha. Dưa chua đậu phộng. Ý. Đây mà cả nhà ăn dặm thêm nha, ăn một tô là chưa no đâu. Mời cả nhà. Mà cũng hên ghê nha, Quỳnh vừa mới bước vô là mình còn là... hai cuốn là mình hứng luôn. Mình là cuối cùng á, hai cuốn cuối cùng. Tại vì cái bánh chám này á, cuốn mà để chút xíu á là nó bị rách rồi. Cái này là không tránh khỏi à. Dưa chua kẹp vô chung luôn. Đây đây đây, gần gần cận vô. Cái gỏi cuốn này các bạn có thể là mua mắm tôm chua của bên Ánh Cua á, mình ăn với gỏi cuốn mình kẹp vô để con tôm lên nó, rồi dùng cái nước mắm tôm nó chấm ăn cũng cực kỳ ngon nha. Xuất sắc. Ngon quá. Tại vì do khẩu vị của mình á là dạo này mình ăn ít ngọt, cho nên là cái nước chấm này đối với mình thì nó hơi ngọt, nhưng mà mình thấy nếu mà bán á, chung á tất cả khẩu vị của mọi người á thì đây là vừa rồi. Đến cuối cùng không, cuối cùng phải hai cắn mới hết nhá. Ngon hết nước chấm luôn nè. Ok, Quỳnh ăn đi. Ăn đi em. Sao chị không muốn ăn thêm một dĩa nữa không? À, kêu là phải kêu thêm một tô bún nước lèo nữa. Cho con thêm một tô bún nước lèo nữa đi. Một tô đầy đủ. Sao ai cũng nhìn không? Đây là dĩa bún bì của Quỳnh Camera. Đó, xem mắm lên nha. Heo quay nè, tôm nè, bì nè, dưa chua nữa, rồi có đậu phộng, rồi chả lụa. Trời ơi, em trộn đều lên. Có gì mỡ hành nữa hả? Mỡ hành của bì. Dưa leo. Chúc Quỳnh ăn ngon miệng nha. Dạ. Nhiều khán giả hỏi thăm Quỳnh Camera lắm luôn á. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm Quỳnh nha. Rất là quan tâm. Mặc dù không biết mặt Quỳnh. Nghe Ánh Cua nhắc không à. Trời ơi, miếng thịt heo quay đúng ngon luôn á. Nãy chị ăn hai miếng đó mà chị thấy chưa đã nữa. Giống như quán bên Ánh Cua hôm trước có anh Maxilin nè. Anh cứ review, anh hỏi cái heo quay này không biết Ánh Cua mua ở đâu mà ngon dữ. Hỏi địa chỉ mua. Hỏi địa chỉ mua. Rồi. Đó. Rồi, mời cả nhà nha. Ăn đi Quỳnh. Ăn đi cưng. Ăn trước. Trời ơi. Đó. Thấy này là hấp dẫn nhất nè. Đâu rồi. Thường á là Ánh Cua sẽ úp những clip như thế này vào lúc những thời điểm tối muộn các bạn. Cho nên là những ai mà ăn cơm sớm hoặc là chưa ăn thì sẽ không có cầm lòng không đậu đâu. Cả nhà. Đây. Quỳnh mời cả nhà. Mời mọi người ăn đi Quỳnh. Quỳnh đi với Ánh Cua là được chăm sóc kỹ lắm. Nói ruồng của mình. Ngày ăn bốn giác. Tối còn giờ đi ăn khuya nữa. Miếng thịt heo quay ngon quá. Cho chị miếng thịt heo quay đi.
cho miếng đi mày, hai miếng nè. Đây cái phần có sụn nhiều á đó, đó cái phần nè. Sao chị miếng này nè 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 nè. Thôi mày em, sao mày ham ăn quá vậy, thôi khỏi đi. Chị em chắc có bệnh lâu á. Quên, nó có cái ngủ chung với bả nữa. Đó. Thì coi coi xử trí như thế nào. Thôi em ăn nha. Cô đơn trên sofa. Nói vậy mà nó cũng không cho nữa thiệt chứ. Đây, quay cái mặt nhỏ ham ăn nè các bạn. Đó, thấy chưa? Cô nó ham ăn. Quá ngon luôn, đúng không? À, các bạn ơi, rất là no luôn. Quỳnh nó ăn nhiều hơn mình. Cho nên là nó còn một cái gỏi cuốn nó chưa ăn. Nhưng mà mình vẫn tính tiền luôn. Tại vì để lâu quá nó bị rách á. À, tính tiền cho em luôn nha. Tính tiền cho em chứ. 170. Mấy khi chưa hấu tiền. À, con tính rồi. 170. Đây con gửi. À, một tô bún nước lèo 50.000, bún bì cũng bằng giá 50.000. Mình với Quỳnh thì đó các bạn biết rồi đó, nó ăn tới hai phần là nó ăn gấp đôi mình không à. Rồi, thấy dữ chưa? Dạ rồi. Tóm lại clip này thì các bạn nếu mà có về Cà Mau, bây giờ đi cũng rất là thuận tiện rồi, từ Sài Gòn về Cà Mau khoảng 5 tiếng mấy, 6 tiếng thôi. Rồi đường bay lại từ Hà Nội bay thẳng, Sài Gòn cũng bay thẳng. Rồi về đây còn rất là nhiều món ăn đặc trưng của Cà Mau. Thì các bạn nếu mà có dịp thì về Cà Mau để khám phá ẩm thực cũng như là check-in cột mốc đất mũi nha. Còn bây giờ thì Ánh Cua xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ ủng hộ, subscribe kênh của Ánh Cua để không bỏ lỡ những video sắp tới nha. Bye bye mọi người. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon.